Tôi nhìn mấy body đương thấy của mình tôi là thiệt cảm đạm nhất. Ai cũng đẹp trai hết trơn, ai body cũng đẹp hết trơn á. À, hai người này thì tham gia rồi ha, cũng có kinh nghiệm rồi. Dạ nhưng chưa, mà... em chưa tham gia. Ủa? Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Ủa nhớ là Diệu Nhi Kiệt rồi bà ta? Dạ chưa, lần đầu tiên luôn. Chắc gặp Diệu Nhi nhiều quá. Dạ Diệu Nhi, dạ. À, Thuận Nguyễn hình như là lần đầu tiên mà tham gia ca sĩ bí ẩn đúng không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên của em. Thuận Nguyễn thử hát một đoạn nào đó về âm nhạc để mình trải nghiệm về ca sĩ bí ẩn thôi. Dạ em xin âm thanh cho cái âm của em nó vang vang. Ê cô. Dạ. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Có chất giọng, có chất giọng. Trời ơi, mọt ngất luôn chứ bộ. Anh Sơn, anh nói có chất giọng mà Hương Tưởng nghe quá thất vọng. Rồi Diệu Nhi nào. Trời ho đồ, ho đồ. Cho em eco nha. Trời. Eco đồ anh thấy không? Lúc đắm đuối em mong tình mình như ánh trăng rằm. Ủa xong rồi em? Sao anh? Ủa xong rồi em? Dạ em hát xong. Hay thiệt chứ. Hay không? Hay quá. Nghe nghe được quá chữ đuối với chữ rằm mà cũng thấy hay. Quá hay mà. Dám làm được điều đó đúng không? Quá hay mà quá dữ. Dám dữ luôn. Đọc. Còn đây là một cái giọng hát rất tuyệt vời, phong cách biểu diễn rất là Jin Tuấn Kiệt ha. Em ơi, sắp tới em ra album nào mà có một cái tác phẩm nào mới không? Dạ có, sắp tới em sẽ cho ra những ca khúc mà em sáng tác và thêm những ca khúc mà em đã đặt hàng các nhạc sĩ rồi. À vậy à, chuẩn bị tháng mấy ra vậy? Dạ tầm cuối năm nay. À em có thể bật mí một đoạn nào cũng sáng tác mới của em không? Sáng tác mới em chưa có thể bật mí bây giờ, đợi mà em bật mí ca khúc mà chuẩn bị gần đây nhất được không ạ? Được. Đời này anh yêu mình em, ngắm em say ngủ vẫn đẹp. Nhắc anh lần đầu ở bên em thấy bối rối, rất muốn ôm nàng nhưng anh đâu có dám nói. À cũng ngọt ngào anh ha. Lên. Hả? Em cảm ơn Jin Tuấn Kiệt đã tặng em một bài hát để em để vô trong một cái series phim của em. Và cái lượt view mà vô coi phim thì ít, nhưng mà vô nghe Jin ca thì rất là nhiều. À. Fan đông lắm. Dạ cảm ơn Jin nha. Dạ.